Theo quan điểm của em thì dâu may mắn của em, bộ dâu may mắn. Thì khi mà em để ý sau rất nhiều giải đấu, khi mà mình để dâu thì mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình gặp nhiều may mắn hơn và đội mình được đi xa hơn. Nên vì thế mà em quyết định là em để dâu. Đẹp mà anh nhỉ? Đẹp. Thú thật là trải qua hai trận chung kết, khi mà mình là người được chọn thì em cảm thấy là chỉ cần tin vào chính mình thì tất cả mọi cái áp lực hay là những cái không cần thiết để làm mình sao nhãng thì nó sẽ không có, và mình chỉ cần tin vào chính mình và mình tự tin thì mình sẽ làm được.